chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Vãi cả cơm ngon VL. Vãi đái. Hello hello hello. Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nimo TV của mình. Yeah. Ý mình là Nimo TV đấy. Ừ. Đợi tình tí nhá, mình sẽ hạ tiếng nhạc xuống một tí nhá. Nay để nhạc nhỏ nhỏ thôi, nhạc làm nền thôi. Ok, thì hôm nay là giao thừa. Sắp chuẩn bị chúng ta gọi là đón năm 2019 rồi các bạn ạ. Well, một năm mới lại sắp trôi đi. Một năm cũ lại sắp trôi qua và một năm mới lại chuẩn bị tới. Trong năm 2018 thì mình cũng đã làm được khá nhiều thứ rồi. Và thật sự luôn là mình cũng không còn gì gọi là mong chờ hơn ở năm 2018. Và mình cũng gọi là kiểu như là thấy rất là vui và cũng rất là mong là năm 2019 là nó sẽ cũng sẽ tốt đẹp như vậy. Và hôm nay thì bật livestream lên. Nói chung là chỉ để nhằm mục đích đó là nói chuyện và well, chơi game, tạo dái các thứ cùng với mọi người. Thì cái gì cơ? Dô đi với Jin rồi Dô bảo Hùng anh cười như gay á. Kệ đô. Thì hôm nay thì trước tiên là chúng ta sẽ nói chuyện một tí và sau đó chúng ta sẽ gọi là đi tổ chức giải ao làng cho các bạn nhé. Hôm nay 8 giờ là có táo quân đúng không các bạn? 8 giờ có táo quân là chuẩn bị tụt view rồi đấy. Hello tất cả mọi người, anh có BD không á? Không nhá. Anh Hùng nào ở đâu á? Anh nào ở quê anh? Anh nào ở quê anh nhá. Thùy ơi lì xì Hân đi. Cảm ơn Nguyễn Lương, cảm ơn Nguyễn Hân đã tặng mình lì xì nhá. Cảm ơn các bạn. Hôm nay có cốt không anh á? Có nhá. Lát nữa anh phát nhá. Hùng ơi chơi mắt của em á. Lát nữa đi. Ngồi nói chuyện tí đi. Hùng thử hát đi. Hùng không hát được đâu. Hùng hát kém lắm. Hát không hay nên là Hùng không hát đâu. 14 triệu một vé xem táo quân đó anh. Ui. 14 triệu thì ra tiền lương. Mẹ. Tiền lương 2 tháng người ta đi làm mà để xem một buổi táo quân đấy á. Quê anh ở đâu á? Quê anh ở Tuyên Quang nhá. Anh thuộc miền Bắc và ở gần Hà Nội em ạ. Anh Hùng đọc tên em đi. Chào Trịnh Minh Châu. Chào con cưu tinh tanh anh Hải. À mà thanh niên con cưu tinh tanh anh Hải mà trúng cốt thì nhớ liên hệ Hùng Akira để đến lúc đưa cốt dần nhá. Xin phép mọi người là mình sẽ trao cốt trả cốt cho các bạn bị được trúng ấy vào vào mùng 2, mùng 3 Tết thì đấy nhá, mình sẽ trao dần nhá. Và well, còn cả cái việc là những bạn mà trúng cái cạc 20 Garena ấy thì gọi là đến lúc thì Nimo sẽ phát chứ không phải là mình. Nên là đến lúc là yên tâm là cạc sẽ gửi về tận đích nhá. Nhá. Đến lúc cạc Garena sẽ gửi về tận đích cho mọi người. Cho nên là mọi người ráng ráng là đợi hộ mình với nhá. Và trong buổi hôm qua thì cái follow của mình nó cũng lên rất là nhanh. Và nó đã lên được đạt đến gọi là 15.000 follow mất rồi. Thử hát cho tụi em nghe đi á. Thôi anh hát không hay đâu, anh hát vui thôi. Thì mình nói chung là mình cũng đã đạt được 15.000 follow rồi các bạn ạ. Vậy thì đạt được 15.000 follow rồi thì hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một chút event nhẹ nhẹ cho cái cột mốc 15.000 follow nhá. Anh ơi mấy giờ tổ chức giải á? Bây giờ 7:24 rồi, chuẩn bị thôi. Coca này. Dạo này các bạn không tặng mình Coca nữa, không có Coca trên Imo đã, thế là đành phải mua Coca cả két về uống dần. Mua cả thùng về uống dần. Bẩn hết cả mặt luôn. Múa lại cái điệu múa nào. Hôm trước mình múa trong phòng trọ nhưng mà nó hơi chặt. Bây giờ múa lại ở chỗ này cho nó rộng. Dây. Tại sao lại cố định cái dây này đây? Thử thách trồng cây chuối ăn tỏi. Ơ? Bố mình móc bố cái dây này vào đây rồi. Ấy. Dây tù tôi. Cần mẹ nữa. Sao? Tại sao tiếng của mình nó bị lệch mẹ qua bên rồi? Tiếng mình lệch qua bên rồi. Thử thách cùng senpai. Cộng
Dũng senpai, alo, một vị tướng trong LOLDN. Alo, ok rồi rồi rồi, rồi nghe này, từ từ lại 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 lại. Cộng Dũng senpai nhảy theo một. Không biết giống không? LOLDN. Chỗ này à? Chỗ này à? Khó quá. Khó thế nhở? Nhảy với cái dây. Hồi trước mình nhảy giỏi lắm. Hồi trước mình luyện điều này. Hồi trước mình luyện điều này. Hồi trước mình luyện điều này dã man luôn, nhưng bây giờ nhảy gà rồi. Bây giờ nhảy kém quá. Mình còn nhảy được một số điệu khác cơ. Kiểu như này này. Kiểu như này này. Kiểu như này. Đâu nhỉ? Kiểu này nhỉ? Đây này. Kiểu nào nhỉ? Kiểu nào nhỉ? Cái gì nhỉ? Kiểu nào nhỉ? Khó nhảy thế. Hồi trước nhảy giỏi lắm, giờ quên rồi. Hồi trước còn nhảy được cả búng búng bang bang cơ. Mình bật búng búng bang bang nhảy cho các bạn xem nhá. Bây giờ mình nhảy búng búng bang bang các bạn xem nhá. Đây nhỉ, kiểu kiểu nào nhỉ? Búng búng bang bang. Đây. Nhảy thử, nhảy thử. Không biết giờ nhảy được bài này không? Nhảy thử đi. Nhảy thử, nhảy thử. Thế thì để mình bật to này đây. Năm ngoái livestream 30 á. Năm ngoái không livestream 30 thật. Rồi. Để mình nhảy thử bùng bùng bang bang nhá. Từ 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 từ. Mình phải tháo cái dây này ra. Rồi, mình phải tháo cái này ra để dây nó dài ra đã. Ok. Nãy giờ mình quên chưa tháo. Dài đây này. Quên mất nhảy kiểu gì rồi. Đoạn này đầu tiên đúng không? Đéo nhớ lắm. Đéo nhớ lắm. Đít mẹ lắc. Mạng meo như cứt. Lỗi. Mạng lắc. Mạng lắc, mạng lắc. Mà lắc, mà lắc. Rồi. Mà lắc rồi, mà lắc rồi. Nhảy đây, nhảy đây, nhảy đây. Lại lắc rồi. Vâng, và hiện tại là máy mình đang bị lắc các bạn nha. Mạng như cớ ướt vậy. Đề nghị mình sẽ chửi nhà mạng sau. Lại lắc rồi các bạn ạ. Được rồi, quẩy nhá, chuẩn bị quẩy đây. Nhìn như học sinh cấp 2 á, hùng lùn mà. Lùn nhưng mà giỏi nhá, lùn nhưng giỏi. Được rồi, nhảy đây, chuẩn bị đây. Chuẩn bị một huyền thoại ra, lại ra đời. Ngày xưa nhảy ngu, nhảy giỏi lắm, bây giờ nhảy gà rồi, thông cảm nhá. Khó nhảy thế, không quay được cái này. Ngày xưa xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em tên được cha. Khó nhảy thế. Khó nhảy quá. Khó quá. Cái đoạn này nhảy phải quay vòng mà mình không quay được giờ sao? Đéo quay nữa nhá. Nhảy lại. Lại. Quay quay. Ngày xưa xưa
ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát. Nhà kia có hai chị em. Khó nhảy quá. Tâm cảm từ thua ấu thơ, tấm đã mơ với hơi ấm tay mẹ. Sẽ có ngày tấm thân này tìm giữa con. Khó nhảy quá. Sinh ra trong gia đình cô tâm cũng thương mình, thương thay cho thân phận đời cô tâm. Vui chơi hay xa nhà, sống chơi hay la cả, không quan tâm ai trời ơi con cá. Lừa tấm lấy hết cả tôm, một mình cắm ấp ôm chiến công về nhà. Tấm ơi chớ lo, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Ôi nhà. Khó nhảy quá. Chúng ta sẽ nhảy Park Cooking King các bạn, cái nào 4 các bạn nhé. Được rồi, vậy thì giải này là giải cho PC các bạn nhá. Và các bạn biết giải này được bao nhiêu tiền không? Giải này sẽ được một cái cạc 50 ghét thôi các bạn nhé. Đéo được bú nhiều hơn đâu. Mong các bạn thông cảm cho mình. Mở 20 người sẽ lắc thì mình mở 10 người các bạn nhé. Mở 20 người nó lắc lòi tói luôn. Mong các bạn thông cảm cho mình. Mình sẽ mở nhiều giải nhưng mình sẽ mở mỗi lần 10 người thôi các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có một cái pass. Mình đã đặt pass rồi. Bây giờ mình sẽ biến thành trọng tài và mình sẽ đọc pass cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ có 10 slot, chuẩn 10 slot luôn. Và 10 slot ở đây chúng ta có cái pass, đó chính là các bạn chuẩn bị học pass này. ID của mình là 12005694 các bạn nhé. Pass đéo phải cái này đâu, các bạn bị lừa rồi. Pass mới các bạn nhé. Pass mới các bạn nha. À mà mình chợt nhớ ra một điều các bạn ạ. Mình chợt nhớ ra một điều, mình quên mẹ pass rồi, để mình tạo lại phòng các bạn nhé. Mình bấm vừa một cái pass xong mình quên mẹ pass rồi các bạn ạ. Đợi mình tí mình tạo lại phòng nhá. Các bạn vui lòng chờ trong ít phút để mình tạo lại phòng vì mình quên mẹ pass rồi các bạn ạ. Ok rồi, nhớ pass rồi. Ok, ID của mình là 12005694 nhá. Các bạn load lại phòng các bạn nhá. Các bạn bấm nút load lại phòng vì mình mới thay phòng các bạn nhá. Vừa rồi mình đặt pass hơi chí nên là mình quên mẹ pass rồi các bạn ạ. Chúng ta tạo lại phòng. Rồi, ok. Được rồi, bây giờ chỉ mình đọc pass rồi các bạn ơi. PC hay PE á? PC và PE đều vào được nha. Cả PC và PE luôn. Giải này các bạn PC vào thoải mái luôn. Các bạn PC vào bú đi nào. Các bạn PC vào quẩy lên. Đã đến giờ cho các bạn PC rồi đấy. Chúng ta sẽ phát hai cốt lên màn hình nha. Thay hai cốt lên màn hình nha các bạn ơi. Chứ các bạn PC may mắn là chúng ta sẽ tạo thêm một cái chia sẻ nhận cốt nữa. Tạo cái chia sẻ này để nhằm mục đích cho các bạn PE có cơ hội nhận cốt các bạn ạ. Ok, mình tạo bừa đấy. Tạo cho có thôi, bạn nào muốn nhận thì nhận. Nhận cốt riêng. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ đọc pass này. ID là 12005694. Pass là à, mình quên mẹ pass rồi. Vừa đặt cái nút đéo lại quên mẹ. Hồi đặt cái pass dễ dễ một tí, đặt pass khó quá. Mẹ cứ bấm bừa. À chết, bấm nhầm chơi đơn rồi. Lỗi rồi. Ok, mình sẽ tạo lại phòng một lần nữa các bạn nha. Mình sẽ đặt cái pass dễ nhớ một tí nhá. Lỗi mình. Bấm bừa một cái pass cho nó khó. Khó hack mà anh bấm xong mình đéo nhớ. Ok. Các bạn tìm lại phòng 12005694 hộ mình nhá. 12005694 nhá. Đéo hiểu sao đặt mấy cái pass bừa bừa vớ vẩn toàn bị quên thôi. Mẹ không biết tại sao mình đặt hai cái pass mà mình quên cả hai luôn. Bị Hùng bơ bùn quá, chào bước VVN nhá. Anh nhây quá đâu, anh quên ạ. Rồi ok, bây giờ pass mình sẽ đọc này các bạn ạ. Pass của chúng ta chính là 4546 các bạn nhá. 4546 các bạn ơi. ZN đi anh ơi, chào Bạch Hỏa Mochi nhá. Chào bé Cửu Vĩ Hồ. Chào tất cả các bạn, chào Bạch Hỏa Vĩ Chuyện Mochi. Vòng này cho cả PC các bạn nha. Các bạn PC vào thoải mái. Bú thoải mái các bạn nha. Không cấm. Vòng này các bạn PC, PE đều được vào luôn. Sammy, Nichiko cũng vào bú. Bibo cũng vào bú luôn à. À mình quên mất một điều. Mình xin phép kích những bạn nào vừa được tham gia giải vừa rồi ra nha. Ok. Trong cùng một hôm không thể có hai người vào cùng hai giải. Mình rất tiếc là mình phải thông báo là tất cả những bạn nào mình nhớ tên ở vòng trước mình xin phép đá con mẹ ra luôn. Bạn Thiên Phúc này nhìn tên quen quen nhở. Bạn Thiên Phúc này sao mình nhìn thấy tên quen quen nhở. Mình nhìn tên bạn này ở đâu chưa ta.
mình có nên đá bạn này ra không ta? Nhìn cái tên còn quen đấy nhở? Thiên Phúc ơi, Thiên Phúc ơi, anh và em có quen nhau không? Thiên Phúc ơi, em có biết anh không? Thiên Phúc ơi, em có biết anh không? Nhìn tên mà này quen quen nhỉ? Nên đá ra không nhỉ? Táo Quân chưa anh á? Táo Quân đang diễn kìa em. Táo Quân đang diễn kìa, bật cả Táo Quân, bật cả giải Bắc Cua luôn cho máu đi em. Vâng, bú đi anh em rồi, ok. Giải này cho cả PC nên là chúng ta đếch cần phải check thiết bị các bạn nhá. Các bạn dùng cái mẹ gì cũng được, miễn là đừng dùng hack. Chỉ cần các bạn không dùng hack thì các bạn chơi cái thổ tả đéo thì không quan trọng. Các bạn bật loa lên để mấy anh em mình nói nhé. Các bạn bật loa để nghe Hùng nói nhé. PP cũng tham gia luôn, PP cũng vào bú và góp vui. Xong giải này nếu như các bạn muốn thì mình sẽ tổ chức tiếp các bạn nhé. Nay giao thừa mà, hết mình đi. Cơ mà điều đấy méo quan trọng, điều quan trọng nhất đó chính là gì? Đó chính là chúng ta vui lòng nghe kỹ lại thể lệ. Đó là bất kỳ thành phần nào mà sử dụng thần thú hoặc là CD nghịch ngợm để nhảy cao, anh xin phép cho vĩnh viễn từ nay về sau đéo được tham gia ao làng nữa, nên là lưu ý về vấn đề đấy nhé. Chắc chắn các bạn phải lưu ý vấn đề đấy rồi. Cấm được dùng CD nghịch ngợm vì nó như bay vậy, rất là không công bằng, và thần thú không phải ai cũng có. Các bạn không dùng những thứ đó cho mình nhé. Còn lại các bạn muốn làm cái miệng thì không quan trọng, các bạn có thể bám một tường cũng được. Nếu như các bạn bám được thì có tài thì cứ bám. Vâng, thằng Lồng Nhân có thần thú, mày mà gọi ra tao đá chết luôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng ao làng thứ hai nào. Vậy thì chúng ta bắt đầu nào. Ok, và mình sẽ là bình luận viên và chúng ta sẽ cùng đến với giải ao làng thể thức BO1 chơi bắt win luôn. Giá trị giải thưởng lên đến dưới 10 tỷ đồng. Và nhà tài trợ đầu tư đó chính là tất nhiên rồi, Hùng Akiki của chúng ta. Và chúc các bạn may mắn và thăng thiên thật đều, chết theo nhịp. Còn bây giờ bài 1 bắt đầu. Các bạn nhảy đi, quẩy lên. Vâng, hai thằng kia nó lợi thế, nó vừa rơi xuống lại rơi ở phía bên này và nó đã dẫn đầu rồi các bạn ạ. Rất là may mắn. Chúng ta sẽ có được ngay những người dẫn đầu khi mà có những bạn gọi là ngáo đéo tì vết, như kiểu bạn Linh Còi. Một pha thể hiện quá trơn đến từ vị trí của bạn Linh Còi. Cứ đi ra cái đường giữa, cái đường xa nhất để nhảy. Đậu xanh, cái đường kia nó dễ hơn thì đéo nhảy. Bạn cứ đi ra đường giữa nhảy 4 block cho nó máu. Vâng, thể hiện làm gì tại cái một cái giải như thế này. Tại một cái giải có quy mô lớn, đề nghị các bạn không thể hiện. Vui lòng đi hết đường dễ nếu như có thể cho mình. Cứ đi cái gì dễ nhất mà bám được một tường thì cứ bám, nhưng đéo bám được thì cứ nhảy. Miễn là win là được, còn những thứ khác có hay không không quan trọng. Bunny ơi cứu là sao? Bunny ơi yêu Bunny vãi nồi. Tại sao bây giờ chúng ta lại chuyển từ cái khu vực livestream, cái ID 64111144 của Hùng Akira, nó lại chuyển mẹ thành cái động led thế này? Tại sao lại để là cái chỗ cho bọn con gái nó gạ trịch nhau thế này? Đề nghị tất cả các bạn chấn chỉnh, chỉnh đốn lại bản thân. Không được phép như thế trong mọi tình huống. Mong các bạn chỉnh đốn lại bản thân hộ mình. Mong các bạn hãy nghĩ đến gia đình, người thân, nghĩ đến thầy cô, nghĩ đến những người đã đưa các bạn những chuyến đò qua sông để đến bến bờ kiến thức, những người đã trang bị hành trang cho các bạn những kiến thức để vào đời, để các bạn biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Thì hẳn các bạn đều đã học sinh học lớp 8 theo như cấu trúc về cơ quan sinh dục các kiểu vân vân mà sinh học lớp 8 đã dạy tại chương cuối. Thì mình khẳng định với các bạn là chỉ có nam với nữ mới yêu được nhau, chứ hai bạn nữ là đéo nên. Tại sao các bạn lại cứ phải phản thầy cô? Cuối cùng thì chữ thầy còn đéo thèm giả cho thầy luôn, nó nuốt mẹ luôn. Bên này vị trí của PP đi ngu rồi, PP rớt rồi, và vị trí của GHZ là người hiện tại đang dẫn trước. Chỗ này có thể nhảy được mà tại sao lại phải đi bộ? À mà đi bộ cũng được, đéo quan trọng. Vâng, và chúng ta đéo lát được map vì cái map này nó to quá các bạn ạ. Bên này vị trí của He Noob cũng đang cố gắng đuổi theo sát nút hai người thành viên kia. Còn Cookie cùng với tất cả những bạn khác, bao gồm Linda, Linh Cói, VN Lê Phú, Trang, bạn Thiên Phúc, bạn Cố Kỳ Cấy và bạn Lập Nhông, Lộc Nhân, đang là những người ở phía sau, những người đi chậm so với thời đại. Người ta thì đang dùng màn hình tinh thể lỏng, còn mấy ông thì đang dùng gọi là tinh thể dép.
Vâng, vậy là hiện tại vị trí của GHG, người sở hữu cho mình skin Slenderman, đang là người dẫn đầu trong cái giải ao làng này. Không biết là bạn ấy có giữ được cái ngôi vương vững cho đến khi kết thúc cái giải đấu này không. Nếu như mà bạn giữ được thì bạn sẽ là người win, thế thôi. Cảm ơn Hùng Akida đã nói một cái điều mà ai cũng biết. Chỗ đó có một lô tàng hình bạn ơi, bạn phải nhảy vào cái khối màu xanh trắng kia kìa. Chào tất cả các bạn và cảm ơn các bạn đã tặng lì xì cho mình nhá. Tôi chơi PE mẹ láo vãi luôn rồi sao? Thì mình mới tạo giải riêng cho PE đây. À đây, đây là một trong số những bạn đã bú được cốt ở kênh của Hùng. Sở hữu cho mình đó là thanh kiếm Yasuo 35 ngày bú từ cốt, đeo trên người để thể hiện rằng đứng không ngán thằng nào. Và vị trí của GHG đang thể hiện trình độ Hasagi của mình. GHG sở hữu cho mình đó là kiếm Yasuo bú được từ cốt của một streamer nào đó, chắc hẳn là cùng loại cốt với mình. GHG đang đeo kiếm Yasuo và như một vị đấng. Còn thằng Lộc Nhân nó đang gào thét là nó có kiếm. Nhưng mà Lộc Nhân nên biết một điều, đó là Lộc Nhân có kiếm nhưng Lộc Nhân nhảy ngu vãi cứt. Lộc Nhân không phải là đấng trong tình huống này và hiện tại Lộc Nhân cứ chết thôi. Lộc Nhân dùng điện thoại hay máy tính anh đéo biết, nhưng mà Lộc Nhân cũng là một người đeo kiếm các bạn ạ. Cũng đeo kiếm của đấng Yasuo nhưng mà hơi gà. Nó lại ngu hơn nó mới đều chứ. Vâng, lát thôi bạn, à thế à. Bên này PP đã đi đến ngay gần được vị trí GHG. GHG và PP đã đuổi sát nút nhau và đi cùng với nhau một step rồi. Những pha nhảy dropper hơi ngu đến từ vị trí GHG. GHG nhảy ngu vãi cứt và GHG lại chết rồi. Còn vị trí của PP thì vẫn đang có những pha xử lý tốt hơn. PP vẫn đang gọi là chịu lực các thứ tốt hơn vị trí GHG. GHG do chết quá nhiều nên GHG đã bị tụt hậu hơn so với những người khác. Và hiện tại đang bị đuổi, đó là vị trí của PP22. PP22 cùng với thằng He He Noob và PP đang đuổi sát nút vị trí của GHG. GHG đã đi qua được cái chỗ nhảy dropper kia rồi. GHG đang đi tới địa điểm lưu game tiếp theo. Đã lưu được game thành công, đó là vị trí GHG. Và GHG sẽ tiếp tục đi step tiếp theo và đi đường dễ luôn. Chắc chắn rồi, không nên thể hiện tình huống này, nên đi đường dễ, hợp lý. Nhưng mà bằng một cách thế đéo nào đấy tôi không rõ, PP và He He Noob là hai người đã dẫn trước vị trí GHG. Và GHG mất con mẹ nó cái cầu rồi. Bình thường là độc cô cầu giấy nhưng hôm nay cầu bị thằng khác chiếm rồi. Cảnh sát giao thông ra đây và đứng bắt xe làm ăn. Bố mẹ không dám đứng ở cầu trấn tiền nữa. Và vị trí của GHG buộc phải bỏ cái cầu và bỏ kế sinh nhai trong giai đoạn Tết này. Có lẽ là bạn nên dành ít nhất là ngày mùng 1 Tết để về ăn Tết với gia đình thôi. Chứ đừng ngồi đấy mà đứng độc cô độc cầu sắt làm gì nữa. Thu tiền ở thu họ cái cầu sắt nó cũng chả được nhiều tiền đâu. Tốt nhất là bỏ mẹ cái cầu ấy đi, đi về với quê, đi về với gia đình đi. Đi về với bạn bè, anh em, con cháu, bú nồi bánh chưng và ăn miến, ăn thịt gà luộc các thứ đi. Tại sao Tết nhất rồi mà còn cứ ngồi ở cái cầu thu họ làm gì? He he, vừa có pha nhảy hơi ngu người. Vị trí của GHG thấy he he ngu quá, núp quá, cũng đú theo lấy may. Và GHG cũng chết miệng luôn rồi. Và PP lại trở thành người dẫn trước. GHG quyết tâm đi đường khó luôn ạ. Hiện tại GHG đang đi đường khó, vâng. Kết cục của những thanh niên đú đẩn theo thời đại chắc chắn là không tốt đẹp rồi. GHG lại chết thêm một cái mạng nữa. Lần thứ N em ra đi ở dưới cái hố lava này. PP đang nhảy từng bước rất chắc nịch. PP là người đầu tiên vượt qua được cái set lava kia. Và PP hiện tại đang tạm thời là người dẫn trước trong giải đấu hôm nay. Chỗ này nhảy khá dễ cho PE mà, à cho PC. Tại sao mày lại sợ hả em? Nếu như bây giờ là anh nhá, anh sẽ ra anh nhảy chỗ này luôn, anh hứa với mày luôn. Đây, sẽ nhảy cho mày xem. Không cần bám một tường luôn, anh có thể căn lực rất là chuẩn. Đây, dăm ba mấy cái 4 block. Nếu như mình thi giải parkour này thì có lẽ là mình đã top 1 rồi các bạn ạ. Đây, đó, mình sẽ nhảy chỗ như này. Đó, đó, mình sẽ vượt qua đây rất là nhanh. Và PP sẽ không thể là vượt qua được mình. Đấy, sau khi mình nhảy lên được những chỗ này thì mình sẽ đi ở đây và mình sẽ win trước cả PP luôn. Và mình sẽ trở thành người ám giải, ví dụ như vậy. Tại sao lại đi đường dễ trong khi đường khó đi bằng máy tính rất là dễ? Tại sao vậy em? Có 4 block thôi mà. Bên này he he núp của chúng ta vẫn đang bơi trong lava. Đam mê đấy. Đôi khi tài không đợi tuổi và đam mê nó không phân biệt môi trường. Chỗ đéo nào cũng đam mê được.
Một khi bạn đã thích nhiệt độ thì bạn xuống lava bạn cũng cảm giác tuyệt vời. Cứ xuống lava tắm cho nó phê, tại sao cứ phải pha nước sôi làm gì? He he, núp cảm giác như kiểu là đi đời sinh viên không cần ấm điện và bình nóng lạnh. Cứ tắm lava thế này là đủ ấm cho mùa đông giá lạnh ở bên miền Bắc rồi. Chào thiếu gia, chào Đặng Tuấn em nhá. Hùng không biến thái nhá và Thỏ cũng không biến thái luôn nhá. PV vẫn đang cố gắng vượt qua cái step này trong vô vọng. Bên kia GHG thì cũng cố gắng lắm. Đã từng là người đứng đầu, bây giờ thành người đứng bét cũng hơi buồn. Cảm ơn Quỳnh Nguyễn đã tặng cho anh lì xì nhé. À chào mèo Rumi nhá. Hello mèo Rumi. Thỏ biến thái nhưng Hùng tất biến thái. À, Thỏ biến thái nhưng Hùng rất biến thái á. Một tràng pháo tay dành cho MC của chúng ta. Đúng là như vậy. Thằng bình luận viên chắc chắn là một trong số những người cần phải được vỗ tay nhiều nhất. Vì thằng bình luận viên là người đã đem đến cái đã đem đến cái cảm xúc cho các bạn trong giải đấu hôm nay. Chắc chắn một điều các bạn nên chú ý và tặng lì xì cho thằng bình luận viên. Cảm ơn bạn Đinh Tân Phát, cảm ơn bạn Cristiano Ma Romano. Cảm ơn bạn. Không đọc là Marino, đã đọc là Romano luôn. Chắc chắn là MC cũng như là bình luận viên phải là một trong số những người được nhiều lì xì và được vỗ tay bậc nhất. Cảm ơn TMCTC nhá. Thằng nào thắng tao lấy kiếm Yasuo ra ulti à. Một pha solo Yasuo giữa vị trí GHG và Lộc Nhân. Cuối cùng thì các bạn biết không, kèo solo Yasuo giữa Lộc Nhân và GHG đã có kết quả. Người chiến thắng là thằng chủ tiệm net. Vâng, đó là vị trí của PP. Khi mà PP đã có một pha đá dây điện sập con mẹ năm máy của hai thằng đang solo Yasuo. Và như vậy người chiến thắng được mặc định là chủ tiệm net PP. Và hai thằng solo Yasuo với nhau đứng ở phía sau, còn lại là chủ tiệm net đang đi về phía trước. Đó là lý do tại sao tôi nói là solo trong quán net rất nguy hiểm. Và đó là lý do tại sao mà các bạn nên lưu ý rằng một điều là đừng tin mấy thằng chủ tiệm net, cũng như là mấy thằng tổ chức giải. Lát nữa ví dụ PP mà nhảy win, tôi sẽ bảo là tôi win để làm gì được nhau. Và PP cũng sẽ đéo được giải luôn. Và một pha xử lý tốt đến từ vị trí PP. Có vẻ như đến chỗ này là win rồi em ạ. Nếu như anh nhớ đéo nhầm thì hình như nó sửa lại map là đến chỗ này là gần như win rồi đấy. PP cố lên em nhé. Đằng này đường dễ, khá là dễ thôi. PP đâu rồi? Tôi vẫn chưa thấy được hình bóng của PP. PP chết con mẹ nó luôn, đâu rồi ấy. À đây PP đây. PP nhảy ngu dã man luôn. Chỗ này là chỗ rơi đấy em ơi, đi từ từ thôi. Đúng rồi, nhảy vòng qua bên kia. Đúng rồi, nhảy vòng qua bên đấy. Vâng, pha xử lý đéo ra gì của PP. Cũng rất là may là PP không rớt trong tình huống này. Nhưng mà không rớt chỗ này thì rớt chỗ kia, PP vẫn chết. Chúng ta quay trở lại một tí đến với những thanh niên vẫn còn ở phía bên ngoài cái bức tượng của con rồng. He, Noob cũng đang cố gắng gọi là chui vào lỗ đít rồng tương tự như PP đã từng. Nhưng mà những cố gắng có vẻ như là vô vọng khi mà khoảng cách là hơi xa. GHG cũng đang cố gắng lấy lại ngôi vương nếu như có thể. PP nãy giờ chết hơi ngu hơi nhiều. He Noob đã trở thành người thứ hai gọi là tiến đến cũng như là có khả năng vào được bên trong lỗ đít rồng. Người thứ hai vào được lỗ đít rồng đó là vị trí của He He Noob. Và PP cùng He He Noob bây giờ đồng cam cộng khổ, đồng quy vu tận, cùng nhau đi chung một step rồi. Vâng, hai thanh niên đều đang ở trong dạ dày phổi của giật gan vào phổi của con rồng. PP một pha đi ngu, PP rớt mẹ rồi. Vâng, thấy PP đi ngu thì Noob cũng phải đú đởn theo cho nó bằng bạn bằng bè. Noob cũng nhảy ngu và Noob cũng chết mẹ luôn. Những pha đú theo trào lưu và đú theo thời đại của những thanh niên có đam mê đua đòi đú đởn, không để thua kém bạn bè, ngay cả chết ngu cũng phải bằng bạn bằng bè luôn. Một pha xử lý tốt đến từ vị trí của Noob. Liệu có một pha thua kém bạn bè đến từ vị trí PP hay không? Nhớ bám tường em nhé. Cái này mà nhảy ngu là rớt đấy. Rồi ok, em nhảy ngu thật. Và PP bị mất ngôi vương rồi. He He Noob trở thành người đầu tiên vượt qua được xe vừa rồi. Và He He Noob đang rất khá xa trước vị trí của PP. Chúng ta cùng đi ra xem đằng trước sẽ có cái gì nào. À đây có một cái cầu thang. Đi vòng 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 lên. À đây, vào trong này lưu game. À rồi ok. Chúng ta quay trở lại một tí đối với những cái bạn mà nó còn chưa đi qua cái step mẹ nào. Thôi được rồi, đéo đi qua coi lại mấy bạn đấy nữa. Chúng ta quay trở lại với He He Noob nào. He He Noob xử lý tốt trong tình huống này chăng? Đúng rồi, một pha xử lý tốt đến từ He He Noob. PP cũng đã đuổi theo được vị trí của He He Noob chăng? À đéo,
chỗ này nó cách nhau một bờ tường như đôi khi là cả bầu trời và cả thế giới. PP nhảy mãi vẫn chưa vượt qua được cái hàng rào này. Vậy là sau một pha xử lý hơi ngu một tí thì PP đã mất đi ngôi vương của mình. Bây giờ PP lại phải chật vật để vượt qua được vị trí của He Núp. Vâng, và chật vật đéo gì khi mà He Núp win mẹ rồi. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc vòng ao làng ở đây. Và người chiến thắng đó là vị trí của He Núp. Và He Núp sẽ nhận được giải thưởng trị giá lên đến dưới 10 tỷ đồng. Đó là một chiếc cạc 50 ghét tương đương với 125 su mini. Và xin chúc mừng vị trí của He Núp. Và sau những pha solo Yasuo và cũng như là chủ tiệm nét đá dây điện thì cuối cùng hai thằng solo Yasuo đó là GHZ và Lộc Nhân đều thua. Và ngay cả chủ tiệm nét PP cũng không thể nào mà thắng được cái giải đấy. Các bạn biết ai là người thắng giải không? He Núp, hay còn gọi với tên thanh niên tuần tra. Cảnh sát đi đến và bắt quả tang con mẹ nó quán nét chơi đánh bạc. Chơi kiểu đú đần, đấu Yasuo cờ bạc các kiểu. Và thế là cảnh sát đã là người được gọi là đút lót. Và như vậy là vị trí của He Núp mới là người chiến thắng chứ đéo phải chủ tiệm nét PP. Và xin chúc mừng thanh niên cảnh sát may mắn. Chúc mừng bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái vòng ao làng này ở đây. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái vòng ao làng này nhé. Cơ mà điều đấy mèo quan trọng, điều quan trọng là nãy có những bạn nào trúng cốt thì nhớ liên hệ cái Facebook Trần à Hùng Akira của mình, cái fanpage Hùng Akira của mình để nhận cốt riêng về nick các bạn nhé. Và chúng ta sẽ tạo thêm một cái phát cốt nữa.